Thế giới đài với mừng chào đón toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay em không giới thiệu bán đài mà sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác yêu mến kênh của Thế giới đài một sản phẩm đồ Nhật. Chiếc này là chiếc quạt của hãng Hitachi, có mã là Hitachi H655. Con này là cánh 30, nó là lặc quạt lửng, cao khoảng tầm hơn 1 mét. Đấy, nó và đặc biệt là nó còn mới, chưa sử dụng. Đấy, các bác nhá. Hàng mới chưa sử dụng và con này được sản xuất vào năm 1968. Thương hiệu Hitachi và của quạt Nhật thì nó quá nổi tiếng rồi, mình không phải giới thiệu nhiều nữa. Thì còn khá là lành lặn, mấy chục năm rồi nhưng mà hộp của nó còn rất là lành lặn. Đấy, bác nào quan tâm đến những sản phẩm này thì có thể liên hệ để sở hữu. Bên em có địa chỉ tại số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc. Đấy, đây là phần vỏ bên ngoài. Sau khi em quay bên ngoài xong thì em sẽ tiến hành quay bên trong cho các bác. Bác nào mà quan tâm thì cũng phải liên hệ ngay để sở hữu. Và giá chiếc này nó ở cửa tiền 18 triệu đồng. Một chiếc quạt rất là đáng sở hữu. Đấy, bây giờ thì em sẽ cố định camera lại và sau đó sẽ bóc chiếc quạt này ra và quay cho các bác. Quạt cổ thì bao giờ cũng thế, toàn thân sẽ là gang sắt các bác nhé. Đấy, toàn thân sẽ là gang sắt. Các bác lưu ý giúp. Và con này thì hộp cũng như là quạt và bóc ra thì nó sẽ chia ra một số phần. Và tất cả cái quạt như là cái đều bằng thân gai thép nhé. Em có đánh dấu nhãn bây giờ điện 100V thì các bác dùng lưu ý. Ở đây này, ở đây nó có một cái lớp giấy bóng ở đây này. Đấy, ở đây nó có một cái lớp giấy bóng ở đây này. Vì thế nên là đây, các bác nhìn này, bóc cái lớp giấy bóng này ra. Đấy, ngoài ra thì đây là cái phím hẹn giờ. Đấy, đây là em chưa lau chùi gì cả nhưng mà lau thì nó sẽ rất là mới. Đấy, con này là hàng gần như là chưa sử dụng các bác nhá. Đây, nó là Hitachi nhá. Đây, có cái lồng của nó đây các bác. Và ở đây này, cái này nó có cái nắp ni lông ở đây các nhá. Mình có ở đây có cái nắp ni lông đây này, bóc cái nắp ni lông ra. Đấy. Đây là nắp ni lông các nhá. Đấy, mình cạy ra bóc ra đó. Đấy. Sáng choang. Để sưu tập được những sản phẩm này thì phải nói thật với các bác là không phải dễ đâu ạ, không phải nhiều lúc phải có tiền mới mua được đâu ạ. Nhiều khi có tiền mà không mua được đấy ạ. Này thì gió cực mạnh, cực nhiều và cực êm. Đấy.
Sau đây thì em sẽ lắp chiếc quạt này vào để bật cho nó chạy để các bác cùng em theo dõi sản phẩm nhé. Và sau khi em tháo quạt ra, em lắp ráp nó lại thì cái quạt nó như này các bạn. Đấy, phần lồng của nó này, các bạn nhìn chưa? Nó mới tinh tình tình, sáng choang choang choang. Nó là hàng mới, gần như là chưa dùng các bạn, vì thế độ mới rất là cao. Em có đánh cái 150 rồi, các bạn nhìn này, chưa? Rất là mới, em chưa lau chùi được các bạn nhá. Cái này là cái logo này, các bác về nó còn đi lông bóc ra. Cái số này các bạn, phím số này nó bọc hết đi lông, mình về bóc ra. Con này thì có số 1, 2, 3 và có số S. Đấy. Và con này có đặc điểm là nó, đây là cái số phím 0. 0 đây. Đấy. Đặc điểm của này thì nó có cái tốc năng cát là tốc năng bạn ở đây, nghĩa là điều chỉnh tốc năng ở đây, hẹn giờ luôn, nghĩa là bao gồm có cả hẹn giờ và hẹn giờ ở đây và cái điều chỉnh tốc năng ở đây. Đấy. Bây giờ em sẽ thử cho các bác từng số của nó nhé. Số 1 trước này. Các bạn thấy cái nó quay rất từ từ thôi nhưng mà nó rất là gió, rất là mạnh này. Đấy. Em sẽ điều chỉnh số 2 này. Đấy. Đấy, các bạn nhá. Số 2 nhá. Và số 3 này. Cực mạnh luôn. Đấy. Và cái phím tốc năng của chúng ta góc 20 độ, 40 độ, 60 độ và 80 độ, 100 độ. Đấy. Càng quay góc này càng mở rộng ra đây. Đấy. Càng quay góc này thì nó càng mở rộng ra đây. Quạt rất là mạnh nhá. Ngoài ra có cả số S. Số S là số ngủ ấy ạ. Số S thì nó sẽ gió nó sẽ vừa vừa. Là số ngủ đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Một chiếc quạt là sản xuất vào năm 1968, còn mới nguyên cả hộp, xốp đầy đủ. Đấy. Và là một sản phẩm mà có thể nói là rất đáng sưu tầm. Chiếc này thì em phải nói bác là không phải lúc nào mua được đâu. Bình thường một chiếc quạt này mà nó chưa phải không phải hàng mới sử dụng thì ở thị trường nó bán ra khoảng tầm 10 đến 11 triệu. Đấy. Nhưng chiếc này thì em giao lên với mức giá là 18 triệu và nó là hàng mới chưa sử dụng, lần đầu tiên sử dụng ở Việt Nam luôn. Đấy. Tất cả những cái này là đều còn bọc ni lông ở đây, nhìn chưa, bọc ni lông ở đây hết. Đấy. Kể cả những cái phím bấm này của nó tất cả đều bọc ni lông nên còn rất là mới. Bác nào quan tâm thì liên hệ để sở hữu nhá. Đấy, đây bác nhìn đây, cái này thì là mình có thể nâng cái quạt này xuống hoặc nâng lên. Đấy. Bác nhìn nó mới không, rất mới. Đấy. Ở phía sau quạt êm, cực êm và gió cực mát. Đấy. Rồi, thì giới đại xin tạm dừng phần giới thiệu chiếc quạt của hãng Hitachi có mã là Hitachi H5H655 tại đây. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì có thể liên hệ để sở hữu. Và giá công khai sản phẩm trên là giá là 18 triệu đồng. Giá trên là chưa gồm phí ship. Đấy, bác nào đến tận nơi mua hàng sẽ được giảm giá. Và sản phẩm trên thì bán bao cho các bác là bảo hành cho các bác là 3 tháng. Đấy. Thật ra quạt này thì nó không có gì để học cả. Các bác chỉ có cắm nhầm điện, sai điện thôi, mà cắm nhầm điện thì là không bảo hành. Đấy. Bác lưu ý nhá. Đấy. Em có ship hàng toàn quốc.